Hi, xin chào mọi người. Trong thế giới ARK dạo gần đây xuất hiện những quái vật vô cùng kỳ lạ. Trong đó điển hình là một sinh vật rất to, to cao đến vài trăm mét. Trên lưng của nó xuất hiện những vệt phóng xạ rất lớn. Bình thường sinh vật cao to này sống ẩn mình dưới nước, nhưng ngày hôm nay những con rồng này đã náo loạn khu vực bờ biển, khiến cho nó nổi điên và trồi lên mặt nước. Những cú tát, những cú quào và những cú cắn của nó khiến cho những con rồng không thể nào chịu nổi. Và đó chính là quái vật phóng xạ Leatherback. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời của con quái vật đặc biệt này. Xem thử hình dạng lúc nhỏ của nó ra sao và nó đã trải qua những chuyện gì để trở nên kích thước như thế này. Quay ngược thời gian trở về hàng trăm ngàn năm về trước. Lúc đó quái vật Leatherback chỉ là một giống loài rùa gai nhỏ xíu mà thôi. Nó được sinh ra trong một gia đình rùa khổng lồ. Nó có anh chị em, có cha và có mẹ. Ở hình dạng của cái giống rùa này rất đặc biệt. Loài đực sẽ là loài có màu sắc sặc sỡ, loài cái thì sẽ đơn thuần là màu xám xịt. Và tất nhiên, Leatherback, chú rùa của chúng ta là một con rùa cái, nhưng lại rất là ngược đời. Chú rùa của chúng ta rất muốn cha của mình dạy kỹ năng săn mồi, kỹ năng bơi lội giống như các anh trai khác. Nhưng mà người cha rùa của Leatherback lại nói rằng, con gái con nứa thì vô chơi nhảy dây chơi búp bê đi, không thôi phụ mẹ đẻ trứng. Chứ làm sao mà ra học cắn lộn bơi lội như những anh rùa đực của nó được chứ. Lúc này Leatherback rất buồn bã, cũng nhanh chóng quay trở lại mẹ và hỏi tại sao lại phân biệt giới tính rùa đực với rùa cái thế kia. Thì rùa mẹ khổng lồ lại bảo đó là quy luật tự nhiên. Rồi sau này Leatherback sẽ lớn lên, sẽ xinh đẹp và sau đó sẽ lấy chồng và đẻ rất là nhiều con. Nhưng Leatherback quyết tâm không muốn lấy chồng, muốn trở thành một con rùa mạnh thật sự giống như những anh trai của nó. Thế là nó cũng đã đưa ra quyết định cuốn hết quần áo, lẻn ba mẹ, sau đó vác vali lên lưng, đi ra thế giới bên ngoài để có thể thay đổi bản thân của mình. Nó mặc dù là rùa cái, nhưng nó quyết tâm sẽ trở thành một con rùa chiến binh mạnh mẽ. Hoặc có thể nó sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ thành con rùa đực để không ai còn khinh thường ép nó lấy chồng nữa. Nhưng mà thế giới bên ngoài vô cùng khắc nghiệt, không hề đơn giản như nó nghĩ. Xuất hiện những con ong rất bự, rất to liền lập tức tấn công nó. Cũng may là những kỹ năng nó học được lén từ cha của nó dạy cho các anh của nó, đó chính là mỗi lần con ong chích, nó thụt cái đầu vào mai và sau đó thụt cái đầu ra lại để có thể tấn công chí mạng những con ong. Cứ như thế nó tiêu diệt được rất là nhiều loài ong, nguyên một tổ luôn. Và nó cũng đã đi đến cuối con đường của hòn đảo nơi gia đình nó đang sinh sống. Quay trở lại với quá trình phát triển, sau nhiều ngày ăn uống và rồi thay đổi môi trường sống, thì chú rùa cái của chúng ta cũng bắt đầu lớn lên, bắt đầu to ra và trở thành một con rùa cái dậy thì. Khi tới tuổi cập kê mới lớn, tất cả các con rùa cái đều xuất hiện tâm lý thèm rùa đực. Và tất nhiên con rùa Leatherback của chúng ta cũng vậy. Nhưng mà lý trí của nó rất lớn, nó kháng lại cái sự yêu thương, kháng lại cái sự thèm đực của bản thân mình và quyết đi xuống dòng nước để bơi tới vùng đất liền rộng lớn kia. Trước mắt của nó hiện ra một nơi mà nó chưa bao giờ từng thấy, mênh mông đến như thế. Và đồng thời xuất hiện rất nhiều sinh vật trông rất là lạ lùng. Kìa, trước mắt của nó vài chục mét mà thôi, xuất hiện một bầy rắn trông rất là khác thường. Bình thường con rắn sống trong vùng nhiệt đới thì có màu đen, cùng lắm là sọc nâu sọc đỏ. Nhưng đây là những con rắn có làn da màu vàng trông rất là biến dị. Không phải bị bạch tạng, nếu bị bạch tạng thì chỉ một hai con trong loài mà thôi. Ở đây là tất cả loài rắn đều bị như vậy. Nhưng theo tôi suy nghĩ rằng, lũ rắn này chắc có lẽ bay lắc, ăn chơi nhảy múa rồi ngủ tầm bậy tầm bạ, tầm lum tài le hết, cuối cùng bị bệnh sida nên làn da mới trở nên như thế. Liệu suy đoán của tôi có đúng hay không? Lúc này chú rùa Leatherback liền lập tức bay tới tấn công cái bầy loài rắn. Và rồi nó cũng diệt hết một ổ rắn. Nó vô tình ăn thứ thịt của lũ rắn này. Thì trong thứ thịt của lũ rắn này xuất hiện một cái chất gì đó khiến cho nó rất nghiện. Nó cảm thấy thịt rắn thật là ngon. Nó lại tiếp tục như một con rùa bị bỏ đói trăm năm vậy, liền lập tức tấn công những cái ổ rắn khác, cắn xé và nuốt thịt những con rắn kỳ dị này. Càng cắn, càng ăn thịt thì nó thấy càng ngon, càng hấp dẫn và thu được một lượng năng lượng rất kỳ lạ bên trong lũ rắn.
thì ra cái thứ năng lượng đó chính là chất phóng xạ đã được lũ rắn chuyển hóa. Tất nhiên, để bị nhiễm như thế này thì bầy loài rắn đã vô tình bằng một cách nào đó nhiễm thứ chất phóng xạ thuộc loài nhẹ để thay đổi tiết tấu cơ thể bên trong. Vậy là tất cả giả thuyết nãy giờ chúng ta đưa ra đều không đúng. Quay trở lại chỗ con rùa Elizabeth của chúng ta. Mặc dù là một con rùa cái, nhưng càng ngày nó càng trở nên hung tợn và ăn rất là nhiều thịt rắn tại nơi đây. Một hàm lượng phóng xạ mặc dù nhẹ nhưng mà tích dần thì rất là lớn. Và thứ thịt của lũ rắn này cũng nuôi sống cơ thể của con rùa đặc biệt. Và rồi đến một ngày, nó lại bắt đầu phát triển, bắt đầu to ra và thay đổi hình dạng kích cỡ của mình. Vâng, nhờ hàm lượng phóng xạ cũng khá lớn từ loại rắn mà nó ăn được, thì người của nó biến đổi một cách rất khác thường. Mai của nó bắt đầu thu nhỏ lại, dần dần mềm đi, không còn cứng như lúc đầu nữa. Và hai chi sau của nó bắt đầu to lên, đứng vững lại. Hai chi trước thì nhỏ dần. Đặc biệt, chỗ ấy của nó đã bắt đầu mọc ra cái thứ giống như trái ớt vậy. Mặc dù nó là một con rùa cái trước đó, nhưng bây giờ nhờ chất phóng xạ và tâm sinh lý của nó đã thay đổi cơ thể nó hoàn toàn. Nó lại tiếp tục tiến sâu vào cái vùng đất liền rộng lớn này để tìm kiếm một nguồn sức mạnh nào đó khiến cho bản thân của mình trở nên vô địch. Đi được một khoảng thời gian, nó đã bắt gặp được một bầy kiến khổng lồ rất dữ tợn. Lũ kiến này chắc có lẽ cũng đã bị nhiễm chất phóng xạ thuộc dạng loại vừa, nên kích cỡ của bọn chúng phát triển một cách rất siêu to, siêu bự. Lúc này chú rùa của chúng ta cũng lập tức tấn công bọn chúng để có thể hút hết nguồn năng lượng phóng xạ bên trong bọn chúng. Nhưng mà lúc này, rùa Elizabeth phải hết sức cẩn thận, bởi vì vừa mới chuyển giới thành công xong mà. Nếu mà lũ kiến kia nó đè xuống dưới nó cắn con kiêu thì thôi thấy bà luôn đó. Trở lại với hành trình, chú rùa nhân vật chính của chúng ta cũng đã vượt qua cái vùng đầm lầy đầy lũ kiến khổng lồ nhiễm chất phóng xạ loại vừa. Chú ấy cũng nhanh chóng cắn, ăn và nuốt rất nhiều con kiến. Hàm lượng phóng xạ từ lũ kiến này chú rùa đã hấp thụ khá. Giờ thì cơ thể của chú rùa lại phát triển và thay đổi một cách đột biến một lần nữa. Lúc này thì mái rùa hoàn toàn đã bị thu hẹp lại. Hai chi sao trở nên vô cùng to bự, cái đuôi thì mọc dài ra và khuôn mặt trở nên y chang như một thằng bánh bèo vậy. Cảm nhận có một nguồn năng lượng phóng xạ cực kỳ lớn thì chú rùa Elizabeth của chúng ta lại tiếp tục tiến thẳng lên đường. Đi sâu vào bên trong rừng rậm rạp thì xuất hiện những con quái vật thật kinh khủng là lũ bò cạp nhiễm phóng xạ cực kỳ nặng. Cơ thể của bọn chúng xuất hiện những ánh xanh vô cùng chết chóc. Lũ bò cạp này rất hung tợn và rất khỏe. Khi thấy chú rùa nhân vật chính của chúng ta, lũ bò cạp này liền bay ra tấn công và quyết xé xác chú rùa tội nghiệp. Nhưng mà đã có kỳ tích xảy ra. Từ trong cơ thể của chú rùa cái, à không phải, bây giờ phải gọi là chú rùa chuyển giới mới đúng. Oh my god. Wow. Đã tiết ra một thứ chất phóng xạ phòng vệ và bảo vệ cơ thể của nó, chống lại thứ chất độc từ lũ bò cạp kia. Và sau đó những cú táp, những cú wow, những cú quật đuôi vô cùng mạnh mẽ đã khiến cho lũ bò cạp phóng xạ dạng vừa này chết từng con. Nó lại tiếp tục cố gắng vượt qua cái ngọn thác đầm lầy vô cùng kinh khủng này, tiêu diệt sạch sẽ cái lũ bò cạp phóng xạ kia và ăn thịt, hấp thụ hết nguồn năng lượng trong cơ thể của bọn chúng. Lũ phóng xạ này có một nguồn năng lượng rất lớn, lớn đến mức độ khiến cho chú rùa khi ăn thịt và hấp thụ nguồn năng lượng từ những con bò cạp này vô cùng đau đầu, đau bụng, nhức mông, nhức nách. Chú rùa đi loạn choạng và không thể nào đứng vững được nữa. Cứ như thế, khoảng vài canh giờ sau thì người của chú rùa có thứ gì đó lại thay đổi. Những mô, tế bào bắt đầu sinh sôi, nảy nở, nhân gấp 2, gấp 3 lần. Kích cỡ của chú rùa đột nhiên trở nên vô cùng to bự. Và những vệt phóng xạ đã xuất hiện ra da của chú rùa. Lúc này, Elizabeth đã chính thức trở thành một Titan. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc tới đây, nhưng thật không ngờ, trước mặt của Elizabeth đã xuất hiện một cái trạm phát phóng xạ vô cùng lớn, cực kỳ nặng. Và bên trong trạm phóng xạ đó, có một con thằng lằn vô cùng to bự đang trấn áp. Lúc này, Elizabeth muốn chiếm cái trạm phóng xạ này để hấp thụ toàn bộ năng lượng phóng xạ từ nơi đây. Cũng nhanh chóng tiến lại gần, nhưng con thằng lằn hung tợn kia không cho. Và hai bên bắt đầu xảy ra một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Trận chiến kéo dài vài tiếng đồng hồ, một ngày, hai ngày, rồi đến ba ngày, cho tới khi con thằng lằn phóng xạ vô tình thổi hơi thở nguyên tử vào trái ớt của Elizabeth.
khiến Little Bat vô cùng đau đớn. Nó cũng đã nổi điên lên và tấn công liên tục vào con thằn lằn phóng xạ, khiến thằn lằn phóng xạ vô cùng đau đớn. Và sau đó con thằn lằn phóng xạ này cũng chịu không nổi, nó cũng nhanh chóng sử dụng chiêu cuối cùng để đẩy Little Bat ra hồng để trốn khỏi nơi này và biến mất khỏi. Sau đó Little Bat đã chiếm lấy cái trạm phóng xạ cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ lớn này, hấp thụ toàn bộ nguồn năng lượng và chính thức trở thành một Titan phóng xạ khủng khiếp. Vâng, đó là toàn bộ cuộc đời và tuổi thơ của quái vật phóng xạ Little Bat. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, các bạn thấy như thế nào? Nếu hay thì hãy cho một like, một đăng ký nhé. Còn nếu không hay thì hãy để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.